Bạn thân mến, chúng tôi đang tiến hành chụp ảnh kỷ niệm giữa nhà nghiên cứu tiến sĩ Nguyễn Việt và đồng chí Lưu Huy Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng và chuyên viên cao cấp của Sở Văn hóa là Tô Anh Tuấn. Sao mình chậm mà chờ tí? Không, không, chờ tí cái này. Ôi giời, máy này thế nào? Chờ tí thôi. Đây, nó khắc trên đá này đấy anh ạ, cái hình đấy, đá Hoa Cương này. Đây, hai người đẹp của Bảo tàng Hòa Bình. Đây các bạn, à, chào chú Tiến nhá. Ừ, lâu ngày, thấy nhớ nhau. Chưa, còn lên quãng độ gần 700 mét nữa. 700 mét nữa. Ừ. Ở đây chúng ta đang ở sườn phía nam của đỉnh đồi Thung, sườn phía đông đông nam của đỉnh đồi Thung, và đây là con suối này chảy từ đồi Thung xuống. Đây là con suối cỏ các bạn nhé, và đoàn tiếp tục lên đường. Còn trên phía xa các bạn thấy chính là cái sườn của đồi Thung. Đây các bạn nhìn sườn đồi Thung. Đây rồi các bạn đấy, đồi Thung ở mé này, cốt cao ở mé này. Đây, đồi Thung là trên đây này các bạn này, đấy. Đây, những bước đi tập tễnh rất là đau chân, nhưng mà tiến sĩ Nguyễn Việt rất là một nhà nghiên cứu khảo cổ học nổi tiếng, vẫn rất nhiệt tình với những bước đi tập tễnh của mình. Và bà con Hòa Bình vẫn đang mong chờ ông những cái phát kiến mới, những cái nhận định mới về một cái nền khảo cổ học trên mảnh đất Hòa Bình này. Em không cần chuyển cả khối này, nó khó. Vâng. Là một cái thứ hai là cái tính chất tại chỗ nó mất đi. Vâng. Nhưng mình có thể tạo được khối y như này tại vâng, bảo tàng mình. Vâng, cái vật liệu nhẹ hơn. Vâng. Thứ nhất quan trọng phải có cái khuôn này này. Vâng. Là gốc. Vâng. Bên kia có không ơi? Như vậy là đồng chí Xuyến ơi, đồng chí Linh ơi, ngay và luôn nhá, làm nhá. Đầu năm 2022 luôn. Vâng. Không, bên kia còn không em ơi? Không phải. Không phải à? Cái này, 50 mét, có khoảng 50 mét. Đồng bóng này thì bên bờ đồng gì đấy. Mua cua à? Cây xuống cả dưới này. Ba cái nhỉ? Đây là khối đá thứ hai các bạn ạ. Khối đá có rất là nhiều các cái hình vẽ. Rất là nhiều các cái hình vẽ kỳ lạ. Chị ơi. Có hình. Khá rõ và có vẻ là phong cách đồng nội. Nhiều dây vàng. Và mấy cái này thì nó rõ được cái mặt người mặt thú. Vâng. Vâng. Bởi vì hai cái vách tròn này nó trở thành mắt. Là có cái tai lên cao quá thì các cái này chỉ như hai cái mắt này. Vâng. Cái mồm đây. Quá này là sâu hơn này. Hai mắt mồm, nhìn phong cách rất đồng đội nhé. Nó xuống đến đây cái này. Gồm mà bao nhiêu? Bao nhiêu mà anh? 1 2 3 4. 4. Đây này, đây một cả một hình này. Đây một hình này. Và đây một cả khu vực này này. Đây và đây bốn cái. Ba này. Đây ạ. Ừ. Đây hai cái tròn này. Vâng. Bốn cái. Chú ơi. Rõ nhất.
Đồng đội một cái bãi đá cổ vào đây, các cái người cổ người ta sử dụng hay là người ta thực hiện các cái nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo của họ ở đây. Vâng, à vâng. Thì sẽ thấy đây là một cái bãi rất đẹp, bãi nghi lễ rất đẹp. Vâng. Khả năng là nơi năm tháng thay đổi dòng. Chúng ta đừng bị phụ thuộc bởi cái mà chúng ta thấy hiện nay. Vâng. Trời đất nó thay đổi, nó cứ lở cái lái nó đi quét lên cái đồng thế mới. À vâng. Đúng rồi. Đây cái đấy là một nhận định phải nói là xuyên thời gian đấy. Có nghĩa bây giờ là nhiều cái giả định đưa ra. Nhưng mà sau này có hay không nó phải mở rộng nữa. Thế thì em phải làm tiếp để tiếp tục là trên đấy thì bọn chị sẽ phối hợp với viện khảo cổ về là sẽ làm làm khuôn đã. Làm khuôn em ơi, khuôn đầu ấy. Làm khuôn đầu. Nhưng mà thế là phải bảo vệ đã. Thế sau đó thì giống như bảo vệ các cái di tích như này là có keo thủ. Cái keo đóng thủ ở trên thì giả thủ người ta dẫm lên hoặc là bóng tại nó không bị mất cái bản gốc. Em muốn cái này bước đầu là có, nếu mà anh đưa ra được cho bọn em cái bước đầu kết quả của nó thì là đồng chí hôm nay là cái cổ là ý nghĩa thì rất hay. Vâng. Bởi vì nó rõ ràng con người tạo ra là một cái tốt. Cái thứ hai nữa là nó có những các cái ý tưởng về đồ án, bộ đồ án có rằng là hình mặt mở lại khá thống nhất. Như vậy là tới bốn vị giống nhau. Thế nó như là một cái vị thần lúc ý là người ta cái tín ngưỡng nó tương đối ổn định rồi. Chứ không phải là vẽ ai thích vẽ gì vẽ nữa. Mà phải vẽ ra được những các cái hình tượng nó ổn định. Đấy, nó mang tính cho ổn định của xã hội. Thế còn như thế nào thì thứ nhất là ta cứ gom tài liệu, sau đó so sánh với các cái chỗ bãi cát khác ở Việt Nam và trên thế giới. Thế còn nữa là bắt đầu có những các cái hội nghị. Còn phải bàn chán anh ạ. Rồi. Đúng rồi, có ở các nơi trên thế giới. Vì con người cái tư duy nó cũng sẽ phát triển giống nhau. Thì khi đến một cái lúc nào người ta định thể hiện cái gì thì người ta thể hiện ra tương đối giống. Thế từ đó mình mượn cái đó để mình làm sáng tỏ cái này của mình thêm. Tại hiện nay trong cái tình trạng này thì bây giờ anh chỉ có thể hy vọng là tìm tiếp được ở những các cái khu vực mà không bị xói mòn như thế này. Đấy, và từ đó thì mình có được cái địa tầng. Địa tầng thì lúc ý làm cửa thì nó mới dễ. Bây giờ trước tiên là mình bảo vệ đã. Đây cái này bảo vệ. Bảo vệ nghiêm ngặt nhá. Bây giờ bật trẻ con nó vào nó đục hết là hết mất. Cho nên chị bảo em sau khi phát hiện ra chị bảo em phải bảo vệ được nguyên trạng đã. Chứ bây giờ là tác động vào một cái là thoáng hết luôn. Đấy, mất luôn. Cái này thì bọn mình sẽ về suy nghĩ xong có thể kết luận ngay. À, tức là đề xuất ngay trong tuần này tuần sau thôi. Vâng. Và thậm chí mình cũng sẽ rút cái kinh phí trước khi mà huyện có. Vâng. Để làm khuôn cái này đã. Vâng. Chứ này các nhà khoa học là có cái bản gốc. Trước khi mà ta gọi là ta bảo vệ thì cứ bảo vệ thôi. Vâng. Nhưng mà cũng có những em chăn trâu chăn bò nghịch. Vâng. Thế hoặc là nó làm hỏng đi thì cực kỳ đáng tiếc. Thì ta sẽ làm cái khuôn trước đi đã. Vâng. Để bảo tàng cũng có một bạn trong trường cần anh Trân Nguyên dẫn trên đăng ký cho bạn. Thôi. Cùng với bảo tàng mình. Một ai đấy vào. Tốt nhất là em có đề xuất lên là với bảo tàng, cơ quan với sở văn hóa. Là bọn chị là cơ quan chức năng ở sở, ở bản tỉnh thì phối hợp với viện khảo cổ thì nó sẽ nhanh chóng hơn em ạ. Nhá. Chứ là bảo vệ là làm khuôn đấy. Để giúp lại cái hình này. Ok. Rồi. Đầu tiên tập. Ví dụ ta mở cái hội nghị. Có những cụ còn già hơn tôi chẳng hạn. Người không đến được. Rất có kinh nghiệm mà không đến được thì nhìn cái khuôn ấy, các cụ cứ tin ngay. Chứ còn bản vẽ là việc là điều không tin ngay như thế. Thì mình coi như mình bưng cái đá như về hội nghị cho các cụ.
mét vuông. Đổ cái phiên bản mang về. Phiên bản mang về, xong rồi nghiên cứu ở nhà. Các cụ là cần chuyển sinh cho nó hết cái răng tảo đi, cái độ sâu của nó. Em ơi, ngoài ra hết chưa? Còn chúng... Đây là đá granite và dịch theo tiếng Trung Quốc thì gọi đây là đá hoa cương. Các bạn ạ, à, đây là một loại đá rất là rắn, rất là cứng. Cái đá xanh em hiểu là đá vôi. Đá vôi đấy. Cái vôi trên đá này. Đúng rồi. Đá bạc giang, đá gốc của cái núi này. Giống như là cái rãnh mà nó đổ xuống sắp chạy. Cái này mà phát hiện lâu rồi mà không ai đi kiếm gì nhỉ? Thì em... vô tình hôm em đi họp hội đồng ông hay đào đồ cổ, ông hỏi cho bà ở đâu anh, ông đầu tiên ông cũng giấu đấy. Mình cũng càng là phát hiện lớn của tỉnh hòa bình đấy, không những là của tỉnh mà của nước anh nhỉ. Đấy là anh, mình mới số điện cho anh bạn luôn, gắn anh bạn luôn anh châu này. Nhăng nhác và em thấy nhăng nhác đồng đội mà phong cách ấy. Cái này không có gì cả, không có bằng bạc châu báu này. Cái này là để nghiên cứu về văn hóa, chứ không có gì cả. Cấm người dân, phải tuyên truyền người dân anh ạ. Không có họ thưởng bằng cái gì đấy, họ đến xóm anh ạ. Đây có chủ tịch rồi. Đấy. Thế còn trước mắt thì anh cùng với cả bảo tàng cùng với Ngọc Lâm Bình làm được. Đây các bạn, đây là hình cận rồi. Để mình tránh. Chứ là làm phương án mình đề xuất ra là như thế này thế, bởi vì là tỉnh đã có cái văn bản chỉ đạo cho ngành rồi, ngành phải báo cáo kết quả được lúc đầu đã không được, còn đấy như bây giờ bọn em đang lưu giữ 3 trống đồng đấy anh, họ cứ cắt thành nhỏ nhỏ để xem là có vàng không đấy, cho nên họ không phải là họ phá hoại nhưng mà họ xem là có vàng bừng lên đâu đấy không, cho nên người dân ý thức rất là quan trọng, tuyên truyền là quan trọng. Tò mò mà bây giờ cứ